Sở Dục Đào tạo Hà Nội cho biết là công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk là đơn vị trúng thầu với tỷ lệ hỗ trợ của đơn vị trúng thầu là 23%. Mức hỗ trợ này cao hơn so với mức mời thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là 3%. Gói thầu của Vinamilk có giá là 3.828.097 triệu đồng. Đơn giá trúng thầu một hộp sữa là 6.286 đồng một hộp sữa 180ml, sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Sau khi có kết quả trúng thầu gói số 1, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đang xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để sớm triển khai tại các trường mẫu giáo và tiểu học vào tháng 12 tới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ấn định chương trình sữa học đường tại các nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Dự kiến có khoảng 2.000 trường mẫu giáo và học sinh tiểu học sẽ tham gia chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2018 tới năm 2020.